Xin giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thanh Chơ, chuyên khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Quốc tế Vân Châu. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa bác sĩ, thì chúng ta vẫn thường hay bị chuột rút. Vậy chuột rút là gì và nguyên nhân của bệnh là do đâu thưa bác sĩ? Chuột rút là một cái tình trạng gây ra bởi sự co cơ đột ngột. Nó gây ra cảm giác rất là đau. Tùy theo những cái cơ nào mà chúng ta bị thì nó sẽ biểu hiện đau ở tại vùng đó. Thì thông thường nguyên nhân thì chúng ta có thể có những cái nguyên nhân chính sau. Thứ nhất là do giảm oxy máu tới cơ. Giảm oxy máu tới cơ là nó xảy ra ở những bệnh nhân nào? Thường là xảy ra ở những bệnh nhân là hoạt động thể lực quá sức. Đó là xảy ra những vận động viên mà chúng ta cần phải sử dụng, giống như là cử tạ hay là leo núi, hay là vận động viên chạy marathon, chạy đường trường. Đó là khi mà chúng ta làm việc quá sức thì cái cơ nó không được cung cấp máu đầy đủ, thì nó dẫn đến thiếu oxy máu và nó sẽ gây ra tình trạng co cơ đột ngột. Đó là chúng ta gọi là chuột rút. Cái nguyên nhân thứ hai của cái tình trạng chuột rút á, là tình trạng mà bệnh nhân thường là gây ra hạ canxi máu hoặc là thiếu kali máu. Những cái nguyên tố này nó sẽ gây ra co cơ, thường xảy ra ở những cái phụ nữ. Dạ, vậy thì khi bị chuột rút thì chúng ta nên làm gì thưa bác sĩ? Thì chuột rút có thể xảy ra ở rất là nhiều nơi. Ví dụ mình xảy ra ở chuột rút ở cổ thì chúng ta có thể là không có co cổ được. Thứ hai là xảy ra ở tay, ở chân. Và thông thường chúng ta coi thể thao thì chúng ta thấy nhất là ở cẳng chân. Những cầu thủ đá banh khi mà đá thì nó sẽ bị chuột rút. Thì tùy theo cái vị trí mà chuột rút thì chúng ta có những cái cách xử trí. Cách xử trí cho nó phù hợp để chúng ta giảm được cái tình trạng đau và tránh tái phát. Ví dụ một cái ví dụ rất là điển hình đó là những cái cầu thủ vận động viên đá bóng, người ta thường chuột rút ở cẳng chân. Thì cái tư thế để mà làm đó là chúng ta sẽ cho một cái người phụ là sẽ kéo cái chân thẳng ra và duỗi các cái ngón chân và cái gót chân về phía gối, cho nó căng cái cơ ra, cho bệnh nhân giảm đau. Còn nếu mà chúng ta chuột rút ở cái cơ mà cơ thẳng lưng của chúng ta là chỗ vùng lưng thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ hít thở sâu và thở ra. Chúng ta sẽ sử dụng chườm nóng hoặc là chườm lạnh ở trong đó và chúng ta kết hợp với xoa bóp nhẹ nhàng cái vùng đó. Còn nếu mà chuột rút ở những cái cơ gian sườn, đau hạ sườn bên trái và bên phải thì chúng ta sẽ ngưng hoạt động lại, chúng ta sẽ hít thở thì sâu và thở ra chậm, hít sâu thở ra chậm, và chúng ta sẽ nếu mà có dầu nóng thì chúng ta sẽ xoa bóp dầu nóng như đó thì nó sẽ giảm cái tình trạng đau và bệnh nhân có thể trở lại hoạt động bình thường sớm nhất. Dạ, vậy thì xin bác sĩ chia sẻ thêm cho Ngọc cũng như quý khán giả được biết là cách phòng ngừa của bệnh này ạ. Thì phòng ngừa của bệnh này thì chúng ta sẽ phòng ngừa dựa vào những cái nguyên nhân gây bệnh. Thì chúng ta thứ nhất là chúng ta sẽ không để cho cái tình trạng thiếu máu nuôi. Thì chúng ta cần phải là làm việc với nghỉ ngơi thật là tốt. Thứ hai là chúng ta phải uống thật là nhiều nước mà có muối khoáng để tránh những mất cái chất giống như là canxi, kali, magie. Thì thông thường thì uống nhiều nước, trong cái nước mà chúng ta tốt nhất là nước dừa tươi. Hoặc là chúng ta có thể bổ sung vitamin, canxi. Khi mà chúng ta hoạt động ngoài trời hoặc là chúng ta hoạt động quá sức ở những cái vùng mà nóng ẩm thì chúng ta phải uống thật là nhiều nước để đảm bảo là cơ thể của chúng ta thứ nhất là không bị mất nước, thứ hai là không bị mất điện giải. Còn những lời khuyên với những bệnh nhân mà hay ngồi văn phòng thì chúng ta phải sao? Thì chúng ta phải thường xuyên phải đi tới đi lui và tập luyện cái cột sống hoặc là cái chân của chúng ta để chúng ta không có bị co cơ và không có bị đau lưng sau này. Xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Trần. Chương trình đến đây xin tạm dừng. Rất mong nhận được sự đóng góp của quý khán giả để chương trình ngày một tốt hơn. Mọi ý kiến xin gửi về email của chương trình alobacsi.ct@